trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. 500 mấy thôi. Thôi thì là anh lấy 500 này đưa cho em trước nhá. Đấy, đây là 500 nhá. Ủa 500 chưa? Con cảm ơn bà Minh đã gửi tiền cho con để con ăn sáng. Con chúc bà cùng gia đình thân sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Thật xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bác Trần Thúy Tiên. Bác có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực đặt cho mấy anh em mỗi người một đôi dép. Ở trong này thì còn 3 đôi thôi. Vừa rồi thì đường trơn quá cho nên là cháu Lực bỏ ra 2 đôi để cháu Lực đang đôi đang đeo cô bác này. Đấy, đôi này cô bác. Bạn Hiệu cũng có một đôi như này luôn cô bác. Đấy, hai anh em thì có đeo trước rồi. Đấy, ở đây là còn của nhà ba ông cháu luôn. Và đồng thời thì cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của cô Minh. Cô có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực là mua thức ăn lên cho ba ông cháu luôn. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực đi xuống chợ thì có bắt gặp là người ta mổ lợn, nhưng mà còn mỗi cái chân giò thôi các bác ạ. Cho nên là cháu Lực mua được với chân giò luôn. Một tí nữa có thể là nấu cơm, ăn cơm cùng ba ông cháu luôn. Sẽ có đồ củ quả gì không để ninh cùng chân giò các bác. Và cũng rất là cảm ơn cô Minh với lại bác Trần Thị Tiên có gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua những cái đồ này cho ba ông cháu. Không biết là hôm nay ba ông cháu có liệu có ở nhà không, lạnh như thế này quá. Có tao gì rất như mà. Ồ. Quá tốt này, quán trà nọc nhỉ. Thì treo ở đây đó một tí nữa. Em ơi, hàm này chỉ khâu lên không nè? Ờ, chỉ khá tim mú. Đóng chín à? Đây đây thì có ba đôi dép này. Có khi là bây giờ lấy ra để cho ông đeo trước đấy cô bác. Sửa bắt đây chứ? Sửa con nhà ra. Sửa thì đi cắt cỏ rồi cô bác. Bây giờ thì lấy. Ở đây thì đôi là đôi của ông này. Dè nào mà tức cấp độ xấu này. Còn đôi dùng là đôi của Hải cô bác. Hải thì một tí nữa đi học về thì cho em mới đeo xong. Còn là đôi này thì đôi của Sử này. Cái dép này thì cháu Lực mua là mỗi đôi là 250.000 cô bác. Và cháu Lực cũng là nói với bác Tiên rồi. Để lấy đôi chợ, lấy cho ông đeo trước một đôi này. Bóng thì để đây luôn. Đáng kho thì khá chết không à? Thủ là kho chứ đang. Thấy dứt ra được mà. Dê núi ấm hộp hả? Ủa. Đây. À, có nước ọc còn đâu. Dê núi ấm hộp hả? Đây, ní mới phải được này, khẩu này. Đây, dê núi ấm. Cái này là cái miếng... cái miếng xốp, nên là cái phần đáy của nó hay sao ấy. Hoa chứ nọ. Ừ, hồi chứ. Sao đi cắt này lên một cân tốt cái này nào? Ừ. Dạ, sao chiều. Sao chiều ra? Chiều. Hồi lên bên có hiếm hoa chứ đâu nhỉ? Ừ. Ông thì cũng vừa đeo vừa luôn. Cô này cu rẻ không? Ừ. Rẻ một cân nó nách thảo lên sao đi hoa à? Ừ. Đấy. Còn đây là một đôi là của em Sử với lại của em Hải. Đấy, chú Lực sẽ để đây trước cho cô bác. Để một tí nữa
các em đi về rồi thì cháu Lực sẽ đưa cho các em sau cô bác. Hai bị xử với tàu hòn nhà là gì ạ? Xử tại hòn nhà mà. Xử thì đi cắt cỏ thôi cô bác ạ, đi xuống cái này thôi. Bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ đi xuống dưới là xem là xử cắt cỏ như thế nào, xem là có hộ được em một chút nào không. Cắt cỏ về thì một tí nữa mấy anh em sẽ nấu cơm, ăn cơm luôn. Hôm nay thì sẽ là nấu món chân giò cô bác. Hôm nay cháu Lực mua hai cái chân giò lên thì khá là nhiều. Dê nó nụ nèo. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới bác Trần Thị Tuyên. Bác đã gửi tiền cho cháu Lực và nhờ cháu Lực mua dép lên cho ba ông cháu. Hiện tại thì cháu Lực với lại bạn Hiệu là cũng mỗi người thôi, đeo một đôi này cô bác này. Thì chắc là đang lấy cỏ ở dưới này hay sao á. Úi, gà ấy. Cô bác theo dõi được trước khi hôm trước đấy cô bác. Nhưng hôm qua đấy, ông đi chăn trâu không may là làm bị lạc mất một con trâu to. Thế là mấy anh em phải đi tìm mấy tiếng đồng hồ thì mới tìm được. Đấy, rất là may là trâu không có chuyện gì xảy ra cả. Người ơi! Người ơi! Cái cỏ đấy à? Sao được bó chưa? Sao được rồi à? Đang cắt cỏ tít ở dưới kia này, các bác này. Bây giờ thì ba ông cháu không dám thả trâu nữa đâu. Thả trâu thì sợ lại bị mất ấy, bị lạc mất. Cái sáng sớm hôm nay lên thì còn sương mù rất là nhiều các bác này. Hôm qua thì các anh thợ lên trên này làm xây được mấy viên gạch rồi nhưng mà do lại mưa quá nên là không có làm được. Các anh thợ lại phải nghỉ quá rồi. Anh nếu mà các anh thợ mà làm xây lên hết rồi xong là lập mái rồi thì các anh có thể là chát được, mưa thì cũng có thể là chát được lại ở trong nhà. Ra đây lâu chưa? Lâu rồi à? Chắc bụng bó rồi nhỉ? Hai đi học vẫn chưa về à? Dạ. Yeah. Như đôi dép của Thử đang đeo ấy, cô bác cũng rất là chắc chắn. Cháu Lực cũng có một đôi, và em Hải có một đôi, Thử có một đôi. Đôi dép thì được bác Kim Hoàng, bác ấy gửi từ bên Mỹ sang cho ba anh em, mỗi người một đôi luôn cô bác. Phải nói là những tấm lòng của cô bác sắp đủ bó chưa? Sắp đủ rồi. Đấy, phải nói là tấm lòng của các bác. Cháu xin kính chào quý anh bà, cô chú, anh chị. Phải nói là những cái tấm lòng của các bác thì chính tay các bác đi lựa từng cái món đồ một này. Cái lá này thì nếu mà ở trên vùng cao các bác thì được bà con là đi nhặt về xong là dùng để làm bánh các bác ạ. Bánh này, cái lá này rất là thơm này. Này thì mình mang đi mang đi phơi khô rồi thì mình lấy xay ra trộn với bột thì nó sẽ tạo thành một cái lớp bánh mà màu xanh xanh ấy. Anh thu lại cho nhá. Dây ở đâu ấy? Này, à đây. Lấy một bó hay hai bó ấy? Bó đây ạ. À? Ê, không có hai bó thì anh vác cùng à? Bó đây ạ. Anh à, mỗi người vác một đoạn anh. Vác một đoạn cũng được. Một mình vác cũng được á? Một mình vác nhưng mà nặng quá không? Không ạ. Bây giờ thì hiện tại là ở trên nền ở trên nhà của ba ông cháu thì vẫn chưa có gì thay đổi lớn cả. Cho nên là cháu Lực chưa có ghi hình. Cháu Lực chỉ có ghi hình là xuống nhà của ba ông cháu xem là ba ông cháu đang làm công việc gì thì cháu Lực sẽ ghi hình cho tất cả cô bác anh chị cùng biết. Ui bây giờ lại sương mù lại rất là dày đặc luôn các bác này.
tầm độ bây giờ nhìn thì có thể nhìn được độ tầm là 20 đến 25 mét đổ lại thôi. Không biết là ở trong cái máy quay cho Đức đang ghi hình thì không biết là cái máy quay nó có phá được sương mù một chút nào không. Dương nào xuống ấy. Đủ bó chưa? Nhưng mà cái cỏ này không cắt đi à? Bé quá. Mang cắt đi cho mình, mang thái ăn trộn với cái này nó không ăn mà. Giờ thì không có cái bao tay các bác. Hôm nay thì cháu cũng không có đeo bao tay lên thì có thể là lạnh lạnh cái tay rồi. Đưa cái liềm này anh cắt cái này cho. Em thu cỏ kia đi. Những công việc mà đi ra cắt cỏ này thì cháu được cũng không có xa lạ gì các bác ạ. Tại vì hồi nhỏ cháu được cũng nhà cháu được cũng nuôi trâu bò ấy, thành ra là đi cắt những cái cây cỏ này về này. Nó là khá là lâu cháu được cũng cầm đến những cái liềm để mà cắt cỏ rồi. Hồi nhỏ nó được đi cắt cỏ này thì phải nói là nó được đi cắt cùng các anh, các bạn ấy. Nó cũng cắt cỏ rất là nhanh đấy. Người bé thôi nhưng mà cắt cỏ rất là nhanh các bác. Con gì đấy? Đây. Biết con gì à? Con đấy là con bò ngựa. Ai sau này ai hỏi mà con đấy là con gì thì con bọ ngựa biết trả lời. Đến cái mùa đông này thì đi cắt cỏ kiểu này thì không có sợ ong với cô bác. Có một loại ong nhỏ anh đốt là rất là đau. Đến mùa đông này thì đi cắt cỏ thì dám vết nó con chim hết là hai rồi. Thế bây giờ cắt xong thì cháu được cùng xé. Cũng mới bật mí cho cô bác anh chị là cùng biết hồi nhỏ cháu được đi cắt cỏ cô bác. Những cái vết này đây, những cái vết ở đây, những cái vết ở đây thì đều nó là cái liềm mà để lại dấu tích ấy. Không có bao xuống à? Ôi giời. Thôi rồi, không để ra thành hai bó đi. Bây giờ đến mùa đông rồi, phải nói là mình làm cái gì cũng rất là bất tiện các bác ạ. Đi đâu cái gì, đi đâu thì cũng rất là lạnh lẽo. Sử địa nhà có ủng không? Có ạ. Có à? Nếu mà không có thì anh bảo anh mua cho nhá. Có thì thôi. Đến ngày chợ phiên đấy, anh đưa tiền cho gì xuống dưới, thiếu cái gì thì mua cái đấy. Để dành ngày mai à? Vâng. Nếu mà nặng quá để đây các bác một đoạn nhá. Mệt quá.
đến mùa đông như này thì phải cắt một chút cỏ voi này, xong lại trộn thêm một chút bó rơm thì trâu mới ăn được các bác ạ. Thích không nào? Ừ. Nhà xử thì có một cái máy mà sắp gạo đấy, được hàng xóm trên này là không xuống là cắt đấy. Một số là nhờ nhà xử là sát hộ đâu. Nên phải nói là bây giờ cho Lực lên có duyên gặp em Sử thì tính đến thời điểm hiện tại là cũng phải được gần 4 tháng rồi cô bác, hơn 4 tháng thôi. Sắp sửa thì nhà bao cháu cũng có một cái ngôi nhà mới ở rồi. Cái nhà cửa thì hôm qua cho Lực lên cùng Sử dọn dẹp thì bây giờ em cũng biết là dọn dẹp cho ngôi nhà của mình. Anh nha, cho Sử thêm một đôi dép này. Đôi dép này là được bác Tiên, bác ấy mua cho Trần Thùy Tiên. Đấy. Anh cũng có một đôi, anh Hiệu có một đôi, Hải có một đôi, ông có một đôi. Đấy, mỗi người có một đôi. Đấy. Thích không? Có. Đôi này. Có. Cái đôi này cũng đeo rất là lâu rồi nhỉ? Được tầm 3 tháng nữa, đôi này cũng rất là chắc chắn. Cái đeo cho có vừa chân không? Có. Vừa chân rồi đúng không? Vâng. Đôi này thì là đôi của Hải nhá. Một tí nữa Hải về thì sẽ cho Hải. Đấy, đôi của Hải thì cháu Đức sẽ chọn là cho em với màu xanh luôn. Đấy, cháu Đức cũng hỏi em Hải rồi. Em ấy bảo là em ấy thích màu xanh cho nên là cháu Đức mua đôi màu xanh luôn cho em ấy. Đấy, đôi của Hải thì sẽ là đôi bé hơn. Ôi, đấy, đôi của Hải thì còn có kèm theo cái này nữa nhá. Ý bảo Hải là gắn nhá. Sử lấy của Hải gắn một đôi một con không? À. Thế có Hải gắn một con không? Không. Không à? Thế để cho Hải nhá. Thế để cho Hải hắn. Bây giờ là đến chuẩn bị là đến bữa ăn cơm trưa rồi nhỉ? Vâng. Thế là gắn cho Hải luôn xem nào. Vừa rồi thì anh mua lên hai cái chân giò ấy. Vâng. Và để một tí nữa để cho Hải tự gắn luôn. Thế ông thì đang ở bên kia sắp với gặp người ta đấy. Phần quà này là của bác Tiên, bác ấy gửi cho nhá. Vâng. Con cảm ơn bà Trần Thị Tiên đã gửi giết cho ba ông cháu ạ. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Đấy, và sau tiếp theo đó thì hôm qua anh có nhận được một cái khoản là của cô Minh. Vâng. Đấy, khoản của cô Minh. Cô Minh này thì cũng có gửi tiền vào quý rồi. Và gửi tiền để mua thức ăn cho em cũng khá là nhiều lần rồi. Anh thấy là ở đây, tại vì là mỗi lần bác ấy gửi cho, có bác nào gửi cho thì anh đều ghi sổ ở đây. Vâng. Đấy, đây thì cô Minh cô ấy gửi cho là 2 triệu đồng. Vâng. Đấy, và cho anh làm kinh phí đổi sang đi lại là 500 ngàn. Và cho Sử là 500 ngàn. Vâng. Cho Hải là 500 ngàn. Vâng. Và 500 ngàn còn lại là để mua thức ăn. Vâng. Thế thì hôm nay anh mua lên cho hai cái chân giò là 200k này. Thế bây giờ còn 300k nhá. Vâng. Đấy, 300k này. Bây giờ còn 300k cái khoản là mua thức ăn này. Thì hôm nào anh sẽ mua lên nhá. Vâng. Và đây thì khoản là 500 nghìn đưa tiền cho em. Đưa tiền mặt cho em thì anh sẽ đưa cho em luôn. Vâng. Nhá.
Còn 500 của Hải thì cô có bảo với anh rằng là đổi ra tiền lẻ là đưa cho Hải là 50.000. Vâng. Mỗi lần đưa cho Hải là 50.000 để Hải là đi học có tiền mua ăn sáng nhá. Vâng. Thế anh thì đi lên bản thì anh cũng không cầm theo nhiều tiền. Nếu mà bây giờ anh cầm theo nhiều tiền thì sẽ là đưa cho em 800.000 luôn để em tự mua thức ăn. Vâng. Nhưng mà bây giờ anh cũng chỉ cầm là 500 mấy thôi. Thôi thì là anh lấy 500 này đưa cho em trước nhá. Vâng. Đây là 500 nhá. Vâng. Ủa 500 chưa? Vâng. Ừ. 500. Đấy, bây giờ thì còn 300 còn lại thì hôm nào anh gặp thịt thì anh mua thịt lên cho nhá. Vâng. Không thì mắm muối mình chính còn không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thì hôm nào anh mua thịt lên, nếu mà hôm nào anh mà mua lên 100 thì anh sẽ gửi lại 200 cho em nhá. Vâng. Cho em tự đi mua. Thế bây giờ thì Hải Sử thì cũng là lớn rồi, cho nên là em ấy cũng biết là đi ra ngoài mua thức ăn này kia rồi. Và cháu Lực cũng không có mong muốn rằng là các bác gửi tiền cho cháu Lực thì cháu Lực phải mua, cháu Lực mua hết số tiền đấy cho các em. Cháu Lực gì mua một chút lên, xong là còn là dư bao nhiêu thì cháu Lực sẽ đưa cho em Sử để em ấy tự đi mua một chút. Ở đây thì cũng là vừa là tạo cho em ấy cái cách mà em ấy tự biết đi ra ngoài mua lo liệu thức ăn làm sao cho ba ông cháu mình cho nó cân đối và đủ nhất có thể. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới cô Minh. Cháu Lực chúc cô cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô rất là nhiều. Con cảm ơn bà Minh đã gửi tiền cho ba ông cháu. Con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong công việc ạ. Và cháu Lực cũng xin được gửi một lời thêm một lần nữa, cháu Lực cũng xin được gửi một lời tới bác Tiên, bác Trần Thị Tiên. Trong thời gian qua bác đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực, và đến thời điểm hôm nay nữa bác cũng có gửi tiền cho cháu Lực đi mua dép này, xong mà lên cho ba cháu. Ở đây thì mỗi lần mà các bác gửi quà hay là gửi cái gì đều có bớt lại cho cháu Lực thêm một ít nữa. Cháu Lực cũng xin được cảm ơn tất cả các ông, các bà, các cô chú, các anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em. Trong thời gian qua luôn luôn đồng hành cùng Bản Em. Trong thời gian tới thì cháu Lực cũng rất là mong các ông, các bà, cô chú, anh chị và tất cả mọi người theo dõi được những phim mà cháu Lực đăng tải lên, cho cháu Lực xin một nút like và một lần chia sẻ, cộng thêm một lần đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực ngày một phát triển hơn và đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh ở trên vùng cao này cô bác. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Ở nhà em thì có củ, có củ quả gì không? Có à? Có củ gì? Có măng á? Măng, nhưng mà măng này lấy lâu chưa? Lâu rồi á? Thế lấy ra cho anh xem là thêm một tí nữa. Mình có ăn được không, được cái chân giò không? Măng này có phải măng xé không? Măng gì đây? Lấy xem nào. Ấy, ấy, ngược phết nhỉ? Trên còn không? Còn. Vẫn còn à? Đây là dùng để phơi khô à? À. Măng này thì chắc là hôm nọ là Sử đi lấy này. Hôm nọ đi lấy tuần đâu? Trên rừng. Trên rừng về à? Ừ. Cái này thì mang mình để ăn thôi là để làm gì? Để ăn thôi à? Có bán lại được chút nào không? Có. Có à? Trên còn không? Hay là để anh lấy về một ít nữa? Còn à? Ây da. Măng này thì... thế mấy năm trước là mang đi đâu bán? Trong chợ bán à? Là mình phơi khô mới đi à? Chuyên bán này thì không phơi đâu. Không phơi á? Không phơi sao nó dừng như này? Mà cái này thì... Cái này là phơi khô à? À, cái này là phơi khô à? À, chín thì lấy đi bán à? À, thế là loại này là măng này là Sử là dùng để phơi khô này cô bác này. Xong là lại mang đi bán à? Vâng. Ở đây thì hầu như là Sử là tự thu hoạch và tự phơi cô bác. Đây thì phơi ở nắng, phơi ở cái sân kia à? Vâng. À, thế là phơi hoàn toàn là đạt tự nhiên đấy cô bác. Thế lấy một ít ra để ngâm nhỉ? Đây, ở đây thì Sử cũng có cả cái măng nữa. Nếu mà cô bác anh chị nào mà quan tâm tới măng của em Sử ấy thì là có thể là nó được xé giúp em Sử là gửi tới cho các bác anh chị này. Đấy, được ăn được bao nhiêu. Cái này thì mình cắt ra chứ, cắt ra làm đôi chứ.
kéo không? Cắt ra để ngâm nước nóng một chút đã. Kéo trên đấy à? Ô, cái này thì một tí để nấu canh với chân giò này. Cắt làm đôi đấy nhỉ? Này, một mình tự đi lấy à? Này, của mình có phải luộc gì không? Có. Có à? Luộc. Luộc chính ông mà phơi à? Này là mấy nữa đến Tết là để ăn à? Nếu mà năm nào mà mình đi lấy đi nhiều là đến Tết là mình có mang để ăn đúng không? Mang cái này thì mình ở trên này thì hay nấu theo cái phương thức nào? Cái Tết đấy. Lấy xé nhỏ ra không? Chỉ xào không? Có à? Thử là nay thử ăn mang và xử một bữa thế nào. Đấy, hôm nay thì tôi mình cũng mua chân giò lên đó bác. Đấy, cũng được cô Minh là cô ấy gửi tiền cho Lực và nhờ cho Lực lên mua. Thời tiết lạnh lạnh như này thì ăn kèm với măng thì chắc là thích lắm không? Cô này rất là to này các bác này. Đấy. Ở đây thì nếu mà cô bác mua về đấy cô bác đến mùa này có thể là nấu ăn ăn nấu với xương này. Đây tí nó có nở không? Có à? Này phơi tầm độ mấy hôm là con khô như này? Hai hôm là khô rồi à? Nhưng mà phải trời nắng lắm ấy nhở? Ôi, chắc là thế này được rồi nhở? Thế này được rồi nhở? Đây, mình thế này, đặt bỏ vào bao. Lần mà đi lấy được nhiều nhất thì lấy được một bao tải này không? Có à? Đây, bộ này xong rồi cất đi. Đây nếu mà cô bác anh chị nào quan tâm tới măng của nhà bao cháu thì có thể là điện cho cháu Lực xé hộ bao cháu là gửi được măng này cho cô bác. Măng này thì nấu cái xương thì nó rất là ngọt luôn. Bây giờ xuống dưới bên em đun nước đây nhé. Vâng. Đun nước ấm để ngâm ngâm một chút đã. Không là mang cái chân giò này đi cạo luôn này. Chân giò thì chắc phải lấy thui con tí đấy. Bây giờ em đun lửa lên nhá. Bếp đi. Lấy thui con một chút, cạo và tàn đi. Cô được mang phải đi ngâm nữa cô bác ạ. Nồi nào ấy? À thôi, chào luôn nhờ. Dạ. Chê có một cái nồi to. À, kia nồi nó to đúng không? Em đun lên nước nhá. Anh phải thôi qua cái chân giò một tí. Chưa? Chưa. Cháy à? Hôm nay còn cái gì ấy là một đống không? Không.
không à, lạnh lạnh quá nên không đi à? Nếu mà lạnh như này đi lấy một ong thì một ong thua ấy nhỉ? Thật sự thì em ấy đi vào rừng thì ra là cũng biết rằng là nếu mà thời điểm này mình đi lấy một ong với các bác thì sẽ mật ong sẽ chua nha, không có dám lấy về. Nhưng mà có còn tổ nào không? Tôi đi tìm à? Nếu mà đi tìm thấy tổ nào là mình lấy luôn à? Đi lấy mang như này thì có bao giờ đi lấy cái gì cả ngày không? Một buổi á, nhưng mà đến mùa nó có mang đúng không? Hôm nào mà có thì cho anh đi cùng với nhé. Một ngày cùng xử lý khai thác măng nữa. Bây giờ là phải qua Tết rồi măng bắt đầu lại có nhỉ. Cái chỗ kia thì đừng mang đi đâu bán nhé. Lại xong là anh mua lại cho. Có khi là bán lại cho anh. Đấy, anh bán lại cho các bác. Bây giờ thì ông đang đi sắp gạo cho cô kia, cô hàng xóm cô xử lại một tí nữa thì ông sắp gạo xong thì chắc là mấy anh em cũng nấu cơm chín rồi đấy. Bây giờ thì nấu cơm tối luôn đây nhở. Lấy cỏ về thì mấy em có ngồi nghỉ ngơi một chút rồi thì mấy vào nấu cơm. Ở đây là cơm mới xử một bữa nhá. Em làm món măng bột xử. Đấy anh định bảo là đi anh nhà chú để lấy su su về ấy. Nhà chú có su su rồi đúng không?
cái nơi nhỉ? Vâng. Sư biết cái này là cái gì không? Biết. Anh cũng không biết đâu. Nhưng mà chắc nó là cái màu của cái đáy này. Đấy. Đúng không? Đấy như đôi đũa này này cô bác này cũng là được gửi từ bên Mỹ sang này. Đấy, gửi từ rất là xa luôn đấy. Đôi đũa này Sử có biết là nó phải đi như thế nào nó mới ra đến đây không? Không biết. Không biết à? Anh kể cho nhá. Đúng. Nó phải đi từ máy bay. Đúng. Máy bay xong đến Việt Nam ngồi ô tô. Ô tô xong ngồi xe máy. Xe máy xong rồi anh thì mới mang lên đây cho em. Đúng. Sử mới đeo nhiều dây chuyền đấy nhở? Thế nào? Đây à. Đây có một dây là đây, hai cái dây là bà An Phạm là gửi cho đúng không? Vâng. Dây bé cái gì đưa cho Hải à? Ui, cái gì đây? Ấy một cái lưới lao này, một cái lưới lao này là Hải Sử từ mua đúng không? Vâng. Cái, đây một cái dìu này, ui sắc không đấy? Ấy ra sắc là cắt cổ ấy, đừng có đùa đâu. Đây chơi toàn vũ khí hàng nặng để trên cổ rồi các bác ạ. Đây lắc tay nữa này. Hải Sử thì phải nói là bây giờ thay đổi rất là nhiều các bác. Thay đổi cả ngoại hình, cả cái cách ăn nói của em. Đây vừa rồi thì Sử cũng đã chặt xong chân giò rồi. Một tí nữa thì chân giò sẽ để ngâm với măng. Sử có muốn, các bác có muốn ủng hộ măng không? Có. Thế thì nói một lời đi. Nói một lời các bác đi. Con rất mong quý ông bà, cô chú anh chị mua măng ủng hộ cháu. Để mình làm gì? Để mình có tiền làm gì? Để mình có tiền làm gì? Có tiền chung gia đình. Có tiền cho gia đình đúng không? Vâng. Bây giờ thì nhà thì có rồi, mọi cái thì đầy đủ rồi. Đi thu hoạch được cái gì thì anh đưa tiền cho thì để bán, để dành lại, dành tiền. Vâng. Đấy, dành tiền để đấy xong rồi lúc nào mình cần thì còn biết mà dùng. Đấy. Vâng. Anh Nhân Sử thì không biết cách mà ăn tiêu đâu các bác đấy. Cho nên là cũng không có sợ vì cái điều đấy cả. Sử nếu mà nhìn thấy tiền nhiều thì có dám nhặt không? Không. Không dám nhặt á? Phải không dám nhặt? Sợ ơi nhỉ? Đấy. Nhìn thấy tiền nhiều là sợ đấy. Nhân Sử bây giờ chắc nhìn thấy tầm 10 triệu đấy chắc sợ ơi nhỉ? Vâng. 5 triệu ấy chắc sợ không dám nhạt luôn đấy, Sử ơi. Tầm 1 tháng thôi là dọn lên trên nhà mới để ở đấy nhỉ. Tân gia định làm được máy mâm, anh em mình bật mí đây nó Tân gia định làm máy mâm. 4 năm mâm được. Được tiến luôn. Năm nay là gì? Có thể buồn ạ. Tăng nữa lên. Đấy, trong nhà ba ông cháu thì hiện tại là lạnh, chỉ biết là đun cái bếp củi này để sưởi ấm được không bác. Bây giờ thì Sử cũng phải đi lên trên rừng để lấy củi về dự trữ trông đến lúc nào mà lạnh hẳn được không bác. Mình nấu canh này thì canh xương ấy đảo đảo qua một chút. Ôi nhưng mà sao size 40 sao vẫn hơi rộng rộng một chút nhỉ? Đúng. Nhưng mà cài cái này vào là vừa rồi đúng không? Đúng. Sử với lại cháu Lực với lại ông thì là gọi là trên phần trên đây này một màu là giống nhau các bác. Với lại cả bạn Hiệu nữa. Hải bắn thẳng dưng này nọ, thế nọ, tại tỉnh không đó, tỉnh nào không nhau cả, không nhau, tỉnh nào tỉnh đấy cho tỉnh nào tỉnh đấy gì, không nhau, không nhau, thằng bên vợ này bà hai mà, tao hả, hai này, chồng chỉ tỉnh mai à, rồi, mấy ta kia hai này tóc xử tao má à đâu,
Chứ anh xả dê nó đi lần lần tới cái điện thoại tôi luôn. Ờ thế à. Thằng dám đi đi tàu giờ thế nào. Ờ. À mày mới màng thế nào. Ờ. Nghĩa là tài nguyên bản rồi. Anh ngồi tâm sự với ông bằng tiếng lùng một chút cô bác. Đó là Hải trong quá trình đi học thì có bao giờ mà hay về muộn nhất không? Ông trả lời rằng không có về cô bác. Mèo thì chắc nhìn thấy mùi thơm rồi đấy nhở? Ừ. Lấy nước đổ vào đây đi chú ơi. Được, lấy nước canh đi. Lấy nước cho vào đây đi, cho nó làm canh đi. Chú đang ngầm ngọc vào chú mình đun lâu nó còn thấy rồi. Được ạ. Đấy, sau một quá trình thời gian mấy anh em hầm cái chân chân giò với lại măng thì bây giờ cũng đã chín rồi các bác ạ. Phải nấu chân giò với măng thì một cái món mà rất là hợp luôn các bác. Thì chắc là phải đến chiều thì mới về được các bác. Rất là nóng ấy. Phải nặng một cái nặng vào đây à? Ừ. Nặng chỉ khó lọ. Ừ. Và ăn cơm thôi. Vậy. Nhìn nạ. Ăn cơm với bảy. Ê, hôm nay chỉ có một món duy nhất là chân giò nấu với lại hầm với lại măng thôi cô bác. Chưa? Bảy ăn cơm thôi nhà bảy nhờ. Này, lấy cắt ra gì em? Bảy này, bảy. Sử lớn tự ấm nhá. Bây giờ cháu lực cũng cùng là Sử với lại ông ăn cơm đúng không bác? Em Hải thì đi học nữa chưa về đến nhà ấy. Chắc hôm nay là phải học chiều rồi. Thế bây giờ thì cháu lực cũng xin mời tất cả quý ông bà, con chú anh chị là cùng mấy ông cháu ăn cơm ạ. Cháu Sự mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị ăn cơm ạ. Ăn cơm đi. Dễ ơi dè của chín á. Nhả rồi. Chín đây chứ mẹ. Chín đây. Quý nhà cần nhạc bằng. Bùa mau ấy ra đây chứ ạ. Chín đây chín mặc bằng một đây. Đây dè cái cắt nước chỉ nộ này à. Ừ. Nước chỉ nộ. Chắc chắn nói có chín nộ. Đây măng này thì rất là ngon luôn các bác ăn thử măng miếng á. Ừ. Măng này nó nấu xương rất là ngọt đấy. Bảy ăn cơm thôi nhỉ? Bảy chớ mời à? Hả? Chớ mời à? Mời đi, mời các ông bà ăn cơm. Nuốt đi, nuốt cái miếng đấy xong rồi nói. Bây giờ nói cho chú nhá. Nhá. Đấy, nuốt đi xong nói. Nó làm đàn. Đấy, nuốt đi. Đấy. Hà lắm. Đợi mày nuốt đã. Vừa rồi thì quên dạy mày mới cô bác.
Mày thì ở trường thì chắc là cô giáo thì vẫn dạy thôi, nhưng mà đến nhà thì lại quên mất rồi. Mày thì là một đứa bé mà cũng rất là ngoan cô bác ạ. Mời nào má nào. Bây giờ mời nhá. Đây. Con mời. Con mời. Các ông bà. Các ông bà. Ăn cơm cùng con ạ. Ông con cùng con ạ. Con mời ông ăn cơm. Mời ông ăn cơm. Mời ông ăn cơm. Mời các anh ăn cơm. Mời các ông ăn cơm. Rồi, đây. Ôi, Hải đi về luôn rồi. Nào Hải về ăn cơm luôn. Đây, đây. Con chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Đây, về ăn cơm rồi, Hải. Múc cơm cho Hải ơi. Cho Hải ngồi cùng anh sửa. Hãy lấy cái ghế, lấy cái về đây. Đắp luôn cho Hải một miếng luôn. Ôi, dép đi, ai. Đấy, hàn cơm đi. Vâng. Con mời quý ông bà cô chú anh chị cùng con ăn cơm này. Ừ, rồi mới đi học tới luôn mà. Cơm luôn. Biết cái này là gì không Hải? Không biết ạ. Không biết à? Măng không biết à? Hơi khô lên không biết rồi à? Ừ, măng hầm với chân giò rất là ngọt cô bác. Mới quay với cả mình không bác, tán vừa qua. Anh với ông thử hết rồi đấy. Có đẹp không? Vừa rồi anh gắn rồi nè. Có ạ. Có à, từ từ anh cắt ra nó. Rồi, xem nào, không biết chưa. Đại Hải thì cũng đang đeo đôi dép của bác Kim Hoàng. Bác ấy gửi cho. Đấy, đôi dép này thì được mấy anh em cũng mỗi người một đôi. Và đến hôm nay thì bác Trần Thị Tiên cũng có người cho mấy anh em mỗi người một đôi nữa. Ui, vừa in nhờ. Lúc nào mà đôi này rách rồi có thể đôi đôi này nhá. Sáng sáng mỗi hôm đổi một kiểu dép. Đấy, bây giờ mình có dép nhiều rồi. Về chưa? Đấy, một thông tin anh bảo. Tiền, cái tiền đi đi ăn sáng còn đâu? Còn ạ. Còn à, còn bao nhiêu? Còn 100. Còn 100 nghìn à? Còn 100 nghìn, cái thì cầm hết hay là như nào? Đưa cho anh sửa cơm à? Thế thì hôm nay anh đưa cho 50 nghìn ăn sáng nhé. Vâng. Đấy. Đấy, đổi ra 50 nghìn này.
Đây, 50.000 này. Đến sáng nhá. Đây thì Hải thì chưa biết là ai đưa cho nhỉ? Đây thì bác Minh, cô Minh, bà Minh nhá. Em thì gọi bằng bà Minh. Là bà ấy đưa cho em là 500.000, đưa cho anh Sử 500.000. Của anh Sử thì anh đưa cho anh Sử rồi. Đấy, của em thì bao giờ dùng hết thì anh lại đưa thêm để đi ăn sáng nhá. Đấy, bây giờ thì không thể đưa cho hết một cái được cô bác. Đưa hết một cái thì sợ là bạn bè người ta thấy nhiều tiền quá, nên ra là bạn bè cứ bâu vào. Cứ mỗi ngày một tí thì trẻ con mà không biết là đường nào một lần. Anh cất tiền đi. Cất tiền cất vào túi nào ấy? Túi áo à, thì cất vào túi áo đi. Đừng để làm rơi nhá. Để đem sáng nhá. Sáng là đi học là nếu mà không nấu cơm kịp ở nhà là đi xuống ấy ăn bánh mì hay là uống sữa nhá. Ăn phở, ăn bún nhá. Đấy. Mà gửi một lời cảm ơn tới cô Minh nhá, bà Minh nhá. Con cảm ơn bà Minh đã gửi tiền cho con để con ăn sáng. Con chúc bà cùng gia đình thân sức khỏe và luôn thành công trong công việc. Đi học này thì anh tí anh Sử có đưa đi học tiếp nữa không? Có ạ. Có à, tí anh Sử ở lại đi học à? Hôm nay là về nhà ăn cơm mà. Bây giờ thì chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển là đi về nhà thôi cô bác ạ. Và cái thời lượng thước phim này thì cũng khá là dài rồi. Chắc là cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở trong sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào cô bác anh chị. Con chào, tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị ạ. Cái gì đây? Chào tạm biệt, quý ông bà, cô chú anh chị. Cái gì đây? KUS là cái gì? KUS là cái gì? KAUS là cái gì? Hả? Dịch ra đây nào? Em nghe tiếng mông. Nghe tiếng mông là thế? Dịch ra là gì? Hải à? Ô. Ô á? Ô là gì nào? Em sẽ quên thì đây này cô bác này. Hôm nọ mua cho Sử, mua cho Hải thêm một cái ô nữa. Sợ là để quên cái ô ở trong lớp ấy. Viết luôn hẳn là tiếng Mông ở đây là cái ô. Mình xe đây cái là nhìn thấy là mình quên cái ô. À được đấy nhờ. Mình phết hết vừa đâu. Đây, em bài con vài đi.